Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với channel của mình là Sinh Gum. In game ca của mình là Never Die. Hôm trước mình có ra một clip về thương rồi, được khá nhiều anh em ủng hộ và xem cũng như chia sẻ. Hôm nay mình sẽ làm thêm về katana này, kiếm và đao nhé anh em. Khiến cho anh em có thể mấy anh em newbie mới chơi có thể chơi tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đầu tiên anh em muốn đánh katana tốt thì anh em nên luôn luôn để trạng thái chạy nhanh này đã nhá, học được trạng thái kiểu để chạy nhanh này. Chứ anh em đi 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 chậm này, từ từ đã, đi chậm này này thì anh em sẽ bị hold tại một chỗ rồi. Anh em nên chạy nhanh nhá, chạy nhanh thì nó sẽ hold xa hơn. Đấy, khi anh em ấn hold chuột phải hoặc chuột trái thì em sẽ được tiến thêm một khoảng rộng hơn. Đó. Đó. Khi mà trong một cuộc hỗn chiến á, anh em luôn luôn di chuyển một cách chạy nhanh như này á, đối phương không thể bắt được anh em. Anh em khó có thể biến thành mục tiêu á. Ok. Làm lại nhá. Rồi anh em luôn luôn trong tình thế chẳng phải chạy nhanh nhá. Đó. Thì anh em hold xong. Anh em vẫn tiếp. Điều chuyển sang chạy nhanh rất nhanh. Anh em nhìn cái vạch stamina trên đầu ạ. Này, sau khi xong là nhìn cái vạch stamina trên đầu mình ạ. Hướng bên trái ạ, nó xoay xoay ạ. Để ý stamina. Đó. Ta thì cơ bản chỉ có hold này thôi. Nhưng mà anh em căn thật chuẩn. Anh em khi chạy này hold này khiến quay quay chuột thả ra phía địch đang chạy đến mình á, cứ thế cứ như này này. Đó. Địch chắc chắn mấy thằng địch nó sẽ thường thường nó sẽ đuổi theo sau mình. Anh em cứ chạy, anh em hold. Anh em thả, quay lại thả chuột ra là chắc chắn nó bị đòn. Đó. Cơ bản nhất của cái này là như vậy. Chuột phải chuột trái đều được nhá. Chuột phải thì anh em đánh có thể đánh rộng hơn theo hướng lên trên trên dưới này này, còn chuột trái thì anh em rộng hơn hai bên. Đó, đa số dùng chuột phải cho đối phương đỡ nhảy hoặc đối phương nó móc dây các kiểu đỡ chạy được. Em luyện sao cho căn. Đó, vừa đánh em cũng phải luyện được đỡ nữa. Đối phương để tự chạy đến đâu. Đây là về katana này nhá. Đấy, như vừa rồi mình ấy mình hold lại. Anh em hold nhiều quá thì đối phương cũng có thể bắt bài lại mình. Mình bắt bài được nó thì đối phương cũng bắt bài lại được mình đấy. Nó phản kháng thì mình sẽ đi thôi. Nên anh em chú ý hold sao. Chú ý phải ngắt nữa nhá. Mình làm lại một lần nữa này. Đánh với thằng này này. Dễ bắt bài. Anh em gắn chuẩn là được. Nhìn thấy nó gần chết rồi đi đánh thường cho nó nhanh. Thế gần chết rồi lên lao vào đánh thường nha. Em cũng luyện đỡ nhiều ạ. Chứ nó còn ít máu mà anh em hầu như lúc nãy là toang ấy. Rồi anh em cứ loạn này, lại chạy hầu này, quay mặt lại, địch nó sẽ tự gần đến thôi. Đó,
anh em luyện đỡ nhiều mà. Cái game này một phần tập luyện là anh em tập luyện tấn công kẻ địch nhưng mà phần nhiều là anh em vào nên vào phòng tập The Blood Bath luyện đỡ rồi. Đây bây giờ đến kiếm đúng không? Kiếm không đến đao đúng không? Còn 2 phút à? Chắc vừa kịp lúc đấy. Chắc vừa kịp. Kiếm thì đơn giản thôi. Cũng trong phải trong hình thái chạy nhanh này. Anh em bị khó đoán được đó. Anh em cứ đánh này. Nên đánh chuột phải. Vì chuột phải nó cơ động hơn, nhanh nhạy hơn. Chuột trái thì nó bị kiểu đứng yên một chỗ đấy. Nó bị dễ focus lắm, dễ bị địch tấn công lắm. Đây, chuột phải thì nó cơ động hơn nhá. Nếu gặp tình huống bị bắt bài thì anh em có thể dìm lâu hơn, có thể lừa đối phương là mình gồng này nhưng mình lại hủy đi. Đó, rất là khó. Kiếm pháp thì ở trong hỗn chiến á, anh em hầu chuột phải khó chịu lắm, cực kỳ khó chịu luôn. Cứ di chuyển à, di chuyển liên tục, cứ tạo thành hình thái chạy nhanh di chuyển liên tục. Màu. Đó, còn một cách đánh kiếm pháp nữa, đó là đánh hai cái đánh thường, ấn C, đó, ấn chuột phải, đó, để cho đối phương đỡ đỡ bắt bài, đỡ bị, cái thằng bắn bắn gì, chạy, đỡ bị đối phương đỡ câu tờ, à, đang làm ở quấy rối thế nhở, mấy thằng này. Súng ra bắn nữa. Sợ thực sự. Chắc làm nhiệm vụ gì đấy. Này, combo cơ bản của kiếm này. 1-2 ấn C. Đó. Nếu mà anh em đánh như thế này thì nó sẽ dễ bị đỡ lắm. Đó. Hoặc đánh như này. Đó. Nó sẽ ra một đòn đánh gồng đấy. Thì anh em sẽ bị đỡ. Đỡ là bị câu tờ ngay đấy. Tờ toang lên đấy. Thì anh em nên chém hai cái thôi, rồi ấn C, rồi ấn chuột phải. Đó. Trận vừa nãy hết giờ anh em ạ, phải sang trận mới để làm nốt về kiếm pháp với đao pháp nhé. Yin Yang Er Yin, đó. Tùy thời năng hóa thân kim cương. Cơ bản di chuyển không bị co cơ. Cái hình thái chạy nhanh này ok nhất. Rồi chém kinh khí. Rồi đối phương còn ít máu. Chém C. Đấy, đối phương khỏi đỡ. Đó, cơ bản thế. Chạy nhanh chém. Đấy. Rồi bây giờ chuyển sang đao pháp tấn công nhá. Đao pháp tấn công thì có 2 kiếm. Cái to này, ta đông đông phải. Đao pháp thường thường thì sẽ có 2 kiểu tấn công nhé, là một kiểu tấn công và một kiểu phản công anh em thường dùng. Và bây giờ mình sẽ thực hành kiểu tấn công nhé. À, em chạy nhanh, được chuột phải, chém lên chém xuống này, đó. Chạy nhanh chuột phải. Đó. Sẽ có một sải cho anh em căn chuẩn mục tiêu. Đó. Đó. Chuẩn chút là được. Đấy, đấy, chở đi đuổi người đấy. Đó, như thế này. Đuổi người. Thế địch đuổi đấy. Không được phải. Còn một kiểu tấn công, theo kiểu phản công đó là chờ đối phương móc vào đó. Ừ. Chẳng là dám móc vào đao luôn, mấy thằng móc vào đao luôn, mấy thằng ảo. Để chờ móc vào đao, móc vào đao. Móc vào mình nha, nó móc vào mình nhá. Xong nó đến nó chém chém. Thì trong thời gian nó đến nó móc gần đến mình rồi ạ.
nó chém mình ạ, thì mình dùng chuột phải đỡ nhá. Không phải không phải là đỡ kiểu này đâu, không phải đỡ kiểu này nhá, mà đỡ kiểu thành đòn gồng ạ. Mình chém 1, 2, 3 tầm 2-3 lần chuột phải nó sẽ thành đòn chém thôi, không có ai móc vào mình cả. Thôi đi, ô mình xong mình ấn chuột phải. Đấy, thằng nào móc vào. Em nếu anh em cập đao ai móc vào mình thì em chỉ cần ấn 2-3 lần cái chuột phải đó, khi nó móc gần đến mình ạ, khi cái người nó móc gần đến mình thì anh em ấn 2-3 lần chuột phải. Đấy, như mình nói thì cơ bản về đao tấn công và phản tấn công thì nó chỉ có hai cái đấy nó được hay sử dụng nhất, đó là đối phương là mình tấn công mà biến hình thái chạy nhanh nhá, xong gì mà hô đòn gồng này, xong cứ tìm mục tiêu chém thôi, thả chúng ta là chém thôi, rất là ngon. Tầm một thằng bị chém hai phát là chết, trung bình là 2 phát chết, giáp vàng thì 3 phát. Còn đối phương móc vào mình xong mình chém đúng không? Đó là anh em chờ đối phương á móc vào mình, chứ thường thường mấy thằng ngu nó mới móc vào thằng đao thôi. Móc vào đao sẽ bị phản chết ngay tại chỗ anh em ạ. Móc vào nhá, đây mình nói sơ qua về nó móc vào. Nó móc cái móc vào mình, nó vào, nó lao vào chém mình đúng không? Mình bấm 2-3 lần chuột phải là nó sẽ mình, khi mình cầm đao nó sẽ tự biến thành đòn gồng luôn. Tự biến thành đòn mà lúc mình chém lên chém xuống đó, đó. Ấn 2-3 cái đó, không cần gồng, không cần diêm chuột, ấn 2-3 cái chuột phải là được, là sẽ tự chém lên chém xuống đó, cơ bản vậy. Còn cái gì nhỉ, riêng đao nó có đặc cách riêng, đó là như thế, bị móc vào không bao giờ sợ bị móc vào rồi. Mấy thằng lao vào chém được ra hết. Đao là vũ khí gọi là cân 2 cân 3 mạnh nhất, có khả năng cân 2 cân 3 được. Nó được đặc quyền tích đòn đánh, với cả hiện giờ nó đang được búp nữa. Kiếm với đao thì đang được búp. Còn gì không nhỉ? Chắc không còn nữa gì nhỉ? Nó còn cơ bản đánh thường thiết các kiểu thì anh em luyện tập thôi, chứ nó chỉ hai cái câu tờ chính là như vậy, của đao là như vậy. Còn cái quan trọng nhất đó là đỡ anh em, đỡ thì anh em lên vào phòng luyện tập nhiều. Khi tấn công đối phương thì anh em luôn luôn phải chú ý đỡ, anh em đỡ nhiều, luyện vào luyện đỡ nhiều. Hoặc là anh em vào trong phòng tập không luyện đánh nhau, cứ chạy đến chỗ đối phương mà đỡ, xong sau đó một thời gian anh em sẽ biến thành cái điều đấy thành cảm giác ấy, em sẽ cảm giác được lúc nào mình lên đỡ đấy. Trong lúc đánh nhau anh em sẽ kiểu uầy, cảm giác của anh em nhạy bén vậy, đang đánh nhau mà quay ra đỡ được luôn, uầy đấy, như mình đánh kata đánh người đấy, mình đỡ đấy anh em xem đấy, cảm giác được đang đánh quay ra đỡ được luôn. Đó là do anh em phải luyện nhiệt đỡ nhiều thì anh em mới làm được như thế. Em luyện đỡ nhiều mà thì tự nhiên lúc đang đánh nhau anh em sẽ có cảm giác đỡ là ok. Điều cuối cùng cần luyện đó là luyện đỡ đây, mà điều đấy là điều quan trọng nhất nha. Còn kiếm pháp này, kata này, đao pháp này, tấn công cơ bản anh em thường dùng thì mình đã hướng dẫn rồi đấy, em xem kỹ clip nhá. Chúc em tiến bộ hơn, nhanh hơn nhá. Cảm ơn em xem clip và đừng quên bỏ lại một like và sub giúp mình. Cảm ơn anh em.